Loa 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 loa! Mời quý vị khán giả hãy cùng các bạn nhỏ đến với một trường thi đặc biệt được điều hành bởi 4 vị trạng nguyên mà chúng ta sẽ được làm quen ngay sau đây. Tớ là trạng cao lớn nha. Còn tớ là trạng tinh anh. Tớ là trạng học nhanh. Và tớ là trạng mau nhớ. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Năm nay tớ sẽ tập nhiều môn thể thao để tớ cao lớn hơn. Tớ chỉ mong năm nào nhá, tớ cũng sẽ là người thông thái. Lúc nào tớ muốn tớ phải là người thông thái nhất. Tớ vừa nhận được là trong năm nay ở trường thi của chúng ta sẽ có thêm một trạng mới. Một trạng mới à? Nghe nói là trạng tinh anh, nhưng mà mọi người khoe là bạn ý xinh lắm. Ui, xinh lắm à? Nghe ngắn chưa? Ui 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 ui. Đây các cô ơi. Xin chào tất cả các bạn. Xinh thế. Xinh thật đấy. Hello, nice to meet you. Chào bạn. Mình xin tự giới thiệu nhá. Mình là lớp trưởng. Còn mình là trạng cao lớn, mình rất thích chơi thể thao, mình ăn rất nhiều. Còn mình là trạng. Nice to meet you. Dỗi. Hello. Chào cậu. Chào bạn. Tớ rất thích các bộ môn về sáng tạo này. Chính vì thế nhá, nên là ngày hôm nay tớ sẽ mang đến đây một cuộc thi vô cùng đặc biệt. Ôi, mới chịu. Đó là cuộc thi tớ chưa nói xong. Đó chính là cuộc thi Trạng Nguyên Nhí. Trạng Nguyên Nhí này. Trạng Nguyên Nhí là sao? Tức là cuộc thi tất cả những cái bạn nhỏ từ lớp 2 này đến lớp 4 này. Ui, và các bạn nhỏ rất là thông minh, rất là giỏi và có rất là nhiều những cái tài lẻ mà tớ bật mí nhá. Không phải là các bạn lớp 4 nào cũng thắng đâu, bởi vì là nhá, có những cái bạn lớp 2 cũng rất là thông minh, nhanh nhẹn và còn thắng được các bạn lớp 4. Lớp 2 mà thắng được lớp 4 đó. Tớ không tin đâu. Thì nếu bây giờ không tin thì tớ nghĩ là mình nên bắt đầu cuộc thi luôn. Mình bắt đầu đi. Lắm rồi đấy. Mình bắt đầu đi. Trước khi đón các bạn sĩ tử, bây giờ tớ xin nhắc lại, tớ vẫn là lớp trưởng. Đúng rồi. Tớ phân công này. Bây giờ bạn cao lớn phụ trách về mảng thể dục thể thao. Đồng ý. Bạn phụ trách về mảng nghệ thuật đi, thích ca hát mà. Đúng rồi. Còn bạn lên trên tròi phụ trách về giám thị nhá. Tớ sẽ ở đây ra cửa đón các bạn sĩ tử vào trường thi. Sẵn sàng. La la la, trường thi đã sẵn sàng. Xin mời các sĩ tử. La 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 la. Ai ở gần thì ở nguyên tại chỗ. Ai ở xa thì chạy lại đây ngay. Ông ở có tin nóng hổi. Vừa thổi vừa ăn. Vừa thổi vừa nghe. Mời bạn đón xem. Này bạn ơi, có biết ai của Trạng Nguyên Nhí với 50 bạn nhỏ vô cùng xinh đẹp, tài năng đến từ trường tiểu học, trung học cơ sở FPT Cầu Giấy cùng với các thầy cô và các bậc phụ huynh đến đây để cổ vũ cho các bạn. Yeah! Và ngày hôm nay nhá, chúng ta sẽ được đón một khách vô cùng đặc biệt, đó chính là cô Hà Thị Thu Trang, hiệu trưởng của trường tiểu học và trung học cơ sở FPT Cầu Giấy đã đến đây để cổ vũ tinh thần cho các Trạng Nguyên Nhí của chúng ta. 50 bạn sĩ tử trong chương trình ngày hôm nay đã vượt qua một vòng sơ tuyển
cực kỳ khó khăn. Vậy nên 50 bạn có mặt trong chương trình ngày hôm nay đều là những người xuất sắc rồi. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đầu tiên cho 50 bạn thí sinh nào. Nào, giờ chúng mình hãy tạm rời trường thi để đến thăm trường tiểu học và trung học cơ sở FPT, nơi mà 50 sĩ tử của chúng ta đang học tập. Trường tiểu học và trung học cơ sở FPT có một mong muốn là tạo ra cái môi trường học tập hạnh phúc cho các bạn học sinh, để các bạn tới trường ngoài tiếp nhận những cái kiến thức theo cái chuẩn chương trình, các bạn ấy sẽ được trải nghiệm thêm nhiều những cái giá trị khác mà nhà trường muốn mang lại cho các bạn thông qua những tiết học tăng cường liên quan tới tin học, liên quan đến giá trị sống. Nhà trường cũng có triển khai rất là nhiều những hoạt động, ví dụ như là Hà Nội trong em, các cái cuộc thi đọc sách, và đặc biệt là nhà trường thì cũng có một cái chương trình thi trạng nội bộ thường niên. Trường xem đây là một cái sân chơi để có thể mà giới thiệu cái hình ảnh của học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở FPT với tất cả mọi người. Đó là nhắc tới một cái sự hồn nhiên, một cái sự năng động, một cái sự sáng tạo ở trong mọi những cái hoạt động. Điều này thì rất là mong chờ được có thể ra mắt trên cái tinh thần là giao lưu học hỏi với cả các bạn học sinh những trường khác. Gym. Gym. Để trở thành trạng nguyên, các bạn sĩ tử của chúng ta sẽ phải trải qua 3 kỳ thi: thi hương, thi hội, thi đình. Nào, bắt đầu thôi. Kỳ thi hương gồm những kiến thức thông qua quan sát thế giới quanh em, học kỹ năng sống ở trường và ở nhà, hay đọc từ những câu chuyện trong hiệu sách kỳ diệu. Trả lời đúng hết, các sĩ tử sẽ có danh hiệu cử nhân và chắc chắn có suất dự kỳ thi hội. Nếu không, các sĩ tử vẫn còn cơ hội ở vòng thi cứu trợ hoa trạng nguyên. Các bạn sĩ tử nhí ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với kỳ thi đầu tiên, đó là kỳ thi hương. Kiến thức của chương trình rất là rộng, vì vậy các bạn học sinh lớp 2 cũng có thể cùng thi với các bạn học sinh lớp 4. Chỉ cần các em có khả năng quan sát về những thứ xung quanh. Câu hỏi đầu tiên trong kỳ thi hương sẽ là câu hỏi về thế giới quanh em. Nước nào đón năm mới sớm nhất trong các nước sau? A. Việt Nam. B. Australia. C là Anh. Và D, Nhật Bản. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi bắt đầu. Bắt đầu rồi, tập trung nha. Tôi thấy một bạn đi thi trạng nguyên nhí, và trông bạn ý thật là bé tí. Bạn có thể giới thiệu tên của mình không? Tớ tên là Tôi Gia Bảo. Lớp mấy rồi? Con lớp 2 à 4 ạ. Tại sao Gia Bảo to lớn thế nhở? Tớ thích môn thể dục kỹ gym. Gym á? Gym. Môn gym là môn như thế nào nhở? Thế là bạn tập gym bao nhiêu buổi một tuần? Con bảo bố cho con đi tập. Thôi được rồi, mình chúc bạn sẽ ăn nhiều và trông lớn nhé. Cảm ơn bạn Gia Bảo nhé. Nào, giờ chúng mình cùng đến với phần công bố đáp án nhé. Nước nào đón năm mới sớm nhất các bạn nhỉ? Đáp án chính xác chính là Australia. Theo thứ tự thì Australia sẽ đón năm mới đầu tiên, sau đó là Nhật Bản, Việt Nam và Anh. Chúc mừng các bạn có đáp án đúng. Giờ chúng mình cùng đến ngay với câu hỏi tiếp theo trong lĩnh vực thế giới quanh em.
Khi muốn thêm độ ngọt cho các món sinh tố, người ta cho thêm gì? A. Phô mai. B. Mì chính. C. Sữa đặc có đường. Và D. Là bơ. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi bắt đầu. Lần này tôi thấy các bạn đi làm bài nhanh quá. Hết giờ. Bạn thấy câu hỏi vừa rồi có khó không? Tớ không thấy khó lắm. Thế vòng loại thì cậu đã thể hiện tài năng gì thế? Tớ đã thể hiện tài năng nhảy. Thế thì là về đội của Trạng Mau Nhớ rồi. Bạn thì biết nhảy các bạn ạ. Tớ nghĩ là hai bạn lên kia nhảy luôn cho mọi người cùng xem. Thế đi. Thế bây giờ mình lên mình biểu diễn cho các bạn xem đi. Ai đồng ý các bạn sẽ lên nhảy nào. Nhảy cái gì? Thế bạn muốn biết cái gì? Bạn muốn biết cái gì? Bây giờ mình nhảy. Lên luôn, nhảy luôn. Đi thôi nào. Tôi thấy là nhạc này rất là khó để vào bắt nhịp. Bắt nhịp, đang bắt nhịp này. Đó. Cổ vũ lớn hơn nữa cho bạn Minh Trí. Minh Trí. Mời Minh Trí và các bạn cùng đến với đáp án của câu hỏi vừa rồi. Khi muốn thêm độ ngọt cho các món sinh tố yêu thích, người ta thường thêm sữa đặc có đường. Các bạn biết không, sữa bò sau khi tách nước và cho thêm đường rồi được xử lý để loại bỏ hết các loại vi khuẩn có hại, ta sẽ được sữa đặc có đường. Loại sữa này có độ ngọt cao và nhiều chất dinh dưỡng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn nên bôi kem chống nắng trước khi đi tắm nắng bao nhiêu phút để bảo vệ da tốt nhất? A. 10 phút. B. 15 phút. C. 30 phút. Và D. Là 60 phút. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Bạn gái có khác bạn hỏi về việc bôi kem chống nắng. Đúng rồi. Này tớ còn chả trả lời được ấy. Mà thấy là khá nhiều bạn là trả lời rất nhanh. Gia đình con đã đi chơi ở biển nhiều lần rồi nên bà con với cả bố mẹ con hay bảo con là nên bôi kem chống nắng trước khi tắm biển là 15 phút ạ. Wow, cảm ơn con. Đấy các bạn thấy chưa? Chúng ta đã vừa được nghe ý kiến của bạn. Trả lời câu hỏi này bạn trả lời được nhờ kinh nghiệm từ bố mẹ và ông bà. Không biết là đáp án vừa rồi của bạn có chính xác hay không? Hơi nhầm một chút thôi Hà An ơi. Hà An và các bạn nhớ là trước khi đi tắm nắng ngoài trời, chúng mình, cả bạn trai và bạn gái đều nên bôi kem chống nắng và nhớ bôi trước 30 phút để bảo vệ da nhé. Chúc mừng tất cả các bạn có đáp án đúng. Khi có hỏa hoạn trong tòa nhà, chúng ta sẽ thoát hiểm theo biển báo exit. Biển báo này thường có màu gì? A. Xanh lá cây. B. Đỏ. C. Vàng. Và D. Là trắng. Mình muốn hỏi là bạn nào ở trong trường trinh hôm nay biết về nhiều loại biển báo nhất cho mình xem nào. Biển báo thoát hiểm. Biển báo thoát hiểm này. Đường bộ. Đường bộ này. Cấm. Cấm này. Cấm đỗ xe. Cấm đỗ xe này. Quên rồi. Quên rồi. Còn chú đứa này của một bạn trả lời rất nhanh lại còn tự tin cơ. Ôi. Bạn rõ ràng giơ tay lên xong. Chào bạn. Bạn có tự tin câu trả lời vừa rồi không? Vừa có. Khoảng bao nhiêu phần trăm? 200%. 200% luôn. Vượt qua ngưỡng 100% luôn. Ok, thế bây giờ mình giữ bí mật câu trả lời của mình nhá. Và chúng ta sẽ đợi kết quả. Kết quả đây. Khi có hỏa hoạn trong tòa nhà, chúng ta sẽ thoát hiểm theo biển báo có chữ exit màu xanh lá cây. Chúc mừng tất cả các bạn có đáp án đúng. Các bạn sĩ tử ơi, các bạn có biết là câu hỏi tiếp theo là câu hỏi về lĩnh vực gì không?
Ui, các bạn giỏi thế. Thế mình tin là những bạn nào mà thích đọc sách sẽ vô cùng là thích câu hỏi này. Thế nhưng các bạn có biết thử thách của câu hỏi này là gì không? Đấy, thấy chưa? Biết ngay mà, sao mà biết được? Tôi bật mí cho các bạn nhé, là câu hỏi này chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện rất là hay. Nhưng các bạn sẽ phải lắng nghe thật là kỹ để tìm ra cái gì? Tìm ra những chi tiết sai trong câu chuyện này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi gọi bạn Trạng Học Nhanh nhá. Trạng Học Nhanh ơi! Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chúng Em Yêu Cô Giáo. Các bạn chuột nhỏ lớp mặt trời đang sôi nổi cùng nhau chơi game, đọc sách, vẽ tranh. Bỗng bạn chuột bắp trượt ba tanh từ đâu chạy ùa tới, vừa thở hổn hển vừa cầm cái loa hét thật là to: "Này các cậu ơi, ôi ngày mai là sinh nhật cô giáo đấy." "Ơi, sao cậu biết?" "Này, chính tớ nghe thấy cô lớp mặt trăng hỏi cô lớp mình là thế mai có phải là sinh nhật của chị không? Thế là cô giáo lớp mình gật đầu mà. Thế nên chắc chắn mai là sinh nhật của cô." Và nghe tin đó, 10 bạn chuột con quyết định là sẽ tổ chức cho cô giáo một sinh nhật siêu to khổng lồ. Và thật là bất ngờ cho cô, sau giờ học, các bạn chuột hẹn nhau ở quán gà rán để cùng bàn xem là sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô giáo như thế nào. Chuột đại vốn là tính hay cáu giận, chuột lười thì hay thờ ơ trước mọi chuyện. Thế mà hôm nay thi đua đưa ra ý kiến, mỗi bạn đều thuyết trình bằng máy tính. Cả hai đều hăng hái đề xuất, người thì muốn làm thế này, người thì lại muốn làm thế kia, tranh cãi ỏm tỏi cả lên. Thấy vậy, chuột nhắt thông minh mới lên tiếng: "Thế thôi, trước tiên chúng ta cứ quyết định xem là phải làm cái gì đã. Ai có ý kiến? Ai có ý kiến thì ngoáy mông ra hiệu đi." Rồi chuột ú ham ăn, thế là ngoáy mông ra hiệu ngay: "Tớ có ý kiến này, chúng ta là sẽ mua bánh pizza, sau đấy là thắp nến lên chúc mừng cô." Chuột điệu nghe thì ngoáy mông dịu dàng tiếp lời: "Thế sau đấy là chúng ta sẽ hát tặng cô giáo bài Happy New Year được không?" "Còn nữa, phải mua đồ chơi Lego để tặng cô nữa." Đấy, chuột bánh ngoáy mông hăng hái đề xuất. Các bạn ý kiến đều rất là hay. Chúng ta sẽ mua bánh rồi thắp nến và hát mừng sinh nhật để tặng cô. Nhưng mà chúng ta sẽ tặng cô quà gì nhở? Các bạn có ai có ý tưởng gì không? Các bạn lần lượt dựng thẳng đuôi lên mà đưa ra ý kiến. Chuột nhắt suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng: "Vì chúng ta đã có bánh sinh nhật, thế nên là chúng ta sẽ không tặng cô đồ ăn nữa nhá. Ơ nhưng mà uống trà sữa thì lại được." Đấy, thơm má, thơm má là thể hiện tình cảm. Nhưng mà đang dịch Covid, không nên chạm vào nhau gần quá như thế. Đấy, các vì sao thì tụi mình chính là các vì sao để tặng cho cô rồi còn gì. Còn robot, có lẽ là cô giáo hết tuổi để chơi rồi. Theo tớ, chúng ta sẽ tặng cô một bức thư pháp, như là ý kiến của chuột mơ, có lẽ là hợp lý hơn. Tất cả chúng mình sẽ viết những điều muốn nói, rồi trang trí bằng 1.000 trái tim gửi tặng tới cô. Các cậu thấy thế nào? Xoạt, xoạt, xoạt. Và cả lớp mặt trời đã cùng nhau viết một bức thư đầy yêu thương để gửi tặng cô giáo. Và câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy tìm xem chi tiết nào sai so với chuyện gốc nhá. Chi tiết số 1, quán gà rán. Chi tiết số 2, ngoáy mông. Chi tiết số 3, Happy New Year. Chi tiết số 4, sinh nhật siêu to khổng lồ. Chi tiết số 5, trượt patin. Và chi tiết cuối cùng, đồ chơi Lego. Thời gian suy nghĩ và viết đáp án của các bạn bắt đầu.
thầy nhá. Ồ, hết giờ rồi các bạn ơi. Tớ biết là bạn Gia Bảo hát một bài mà các thầy cô và các bạn vừa thì thầm cho tớ. Đó là bài Cảm ơn con nhé. Tớ không thích hát bài đấy đâu. Gia Bảo hát 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 đi. Một like cho Gia Bảo nào mọi người. Vỗ tay cho Gia Bảo đi nào. Yeah. Mẹ ơi, con đã già rồi. Con ơi. Tớ không hát được đâu. Không có biết không hát được. Bạn Gia Bảo là không có biết là không thể hát được. Một tràng pháo tay cảm ơn bạn Gia Bảo. Xin mời Gia Bảo cùng các bạn đến ngay với đáp án của hiệu sách kỳ diệu. Những chi tiết không có trong cuốn sách Nhà lãnh đạo nhí, chúng em yêu cô giáo là cả 6 chi tiết đã được đưa ra. Chúc mừng các bạn đã có đáp án đúng. Đi thôi. Đập tay nào, đập tay nào, đập tay nào. 6 câu hỏi qua thật là nhanh. Nào, giờ là lúc chúng mình cùng nộp bài và chờ kết quả thôi. Kỳ thi Hương xem bạn nào sẽ là người đạt kết quả xuất sắc nhất. Đồng ý không nào? Xin mời kết quả. Xin mời. Wow, chúng ta có kết quả rồi này. Có điểm 9 kìa. Bây giờ chương trình sẽ sắp xếp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp nhá. Wow. Wow, vậy chúng ta là có đến 2 điểm 9. Ồ, rất nhiều điểm 8 luôn. Ngày hôm nay ở vòng thi đầu tiên chúng ta chưa có bạn nào được đạt điểm tuyệt đối, cho nên tất cả 50 bạn sẽ cần đến vòng thi Hoa Trạng Nguyên để tìm ra những bạn được đi tiếp vào vòng tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng Hoa Trạng Nguyên. Các thầy cô và các bạn học sinh của trường tiểu học, trung học cơ sở FPT Cầu Giấy sẽ phải thực hiện một tiết mục vô cùng đặc sắc để giúp các bạn sĩ tử quay trở lại trường thi. Và tiết mục này sẽ được livestream trực tiếp trên fanpage của chương trình. Và hãy cùng chia sẻ đường link này. Với 10 lượt chia sẻ thì tương ứng là sẽ có 1 thí sinh sẽ được quay trở lại trường thi. Còn bây giờ thì tất cả các thầy cô cũng như là các bạn học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở FPT Cầu Giấy đã sẵn sàng chưa nào? Chương trình rồi đã có 170 lượt chia sẻ. Sẽ có 17 chứng tử được quay lại với trường thi. Có rất nhiều bạn được điểm 8. Vì vậy mà chúng ta sẽ phải dành đến phần chơi bốc thăm. Số tích xanh, chúng ta sẽ bước tiếp vào kỳ thi rồi. Những bạn nhỏ nào mà không được vào ấy thì chúng ta cũng đừng có buồn nha, bởi vì là các bạn
Mẹ đã về. Ôi, mẹ hôm nay trông xinh thế. Ôi, được rồi. Bình tĩnh. Chắc chứ không. Ở kỳ thi hội, các sĩ tử sẽ tham gia một chuyến dã ngoại và thử sức làm trợ lý của bố mẹ. Qua đó, thể hiện khả năng quan sát, ghi nhớ hay suy luận tại chỗ. Chỉ cần xem kỹ, nhớ kỹ, suy luận logic là bạn có thể vượt qua toàn bộ các câu hỏi để có danh hiệu tiến sĩ. Các nhóm sĩ tử có thành tích tốt nhất sẽ bước vào kỳ thi đình. Chào Nguyên Nhi. Này, không ngờ đấy, đúng là có nhiều bạn nhỏ giỏi thật đấy. Công nhận đấy. Ôi, rất nhiều bạn được điểm cao mà lại bằng nhau. Nhưng mà ở vòng 2 này tôi nghe nói là khác đấy. Thế à? Chắc chắn là câu hỏi khó hơn. Nhưng mà tôi thích lắm. Ủa, ớt như vậy sao thế? Phần 2 là mình được đi dã ngoại ấy. Ui, đi dã ngoại à? Du lịch đầu xuân. Ui, tớ thích đi dã ngoại lắm. Thì còn trời nữa, sắm sửa, lên đường luôn. Đi thôi. Ở phần thi hội thì các bạn nhỏ sẽ được theo dõi một tình huống đi dã ngoại. Các bạn hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên của phần thi hội nhé. Quá, không thể đi được nữa đâu. Sao em hứa là sao cậu đi chậm chạp như thế nhở? Này, các cậu đi nhanh ơi là nhanh. Làm sao mà tớ đuổi kịp được? Hay là để tớ hát cho cậu đỡ mệt được chưa? Ừ, cậu hát đi. Nghĩa lâm hay hỏi tôi con to. Một ước mơ chi không thì tớ tích thành sao. Có biết bao người hâm còn yêu, yêu thấy sao? Thả tim. Tim. Bình tớ có ơn dĩ thật thả rồi. Có thả tim thật hay là vu vơ đấy? Tớ nói thật cho cậu nhá. Tớ ấy là thả tim cho tớ đấy. Tớ không thả tim cho cậu đâu. Lêu. Tớ là siêu nhân hơn. Tớ chuyên giải cứu thế giới và giúp những người gặp khó. Hình như có gì rơi vào đầu tớ ấy. Trời ơi, chim kia đầu siêu nhân hớn ta thơm như thế này mà tại sao ngươi lại tặng cho ta một bãi? Thật là khó chịu. Này nha, ngươi có mũi thì ngươi hãy ngửi cái bãi thơm của ngươi xem có chịu được không? Mà này, không biết chim có mũi không nhỉ các cậu? Có đó, chim cũng có mũi, giống như loài bò sát ý. Nhưng mà lỗ mũi của chim được đặt ở phần trên, phía sau mỏ của nó. Thế mà từ trước đến giờ, tôi cứ tưởng là chim chỉ có mỏ chứ không có mũi. Kết tơ. Ai, cái gì đây? Cậu đúng rồi, siêu của ta. Siêu nên cái gì? Này các cậu, ở đây nhiều cành cây khô, dễ dụ. Thôi, chúng ta đi chỗ khác đi. Đi. Chỗ này dễ chịu quá. Ưng rồi. Đúng thế. Mà mẹ tớ bảo cây xanh được ví như là lá phổi của trái đất đấy. Đúng thế. Qua một quá trình quang hợp dưới sự trợ giúp của ánh sáng mặt trời thì cây sẽ nhả ra khí oxy giúp bầu không khí thật trong lành để chúng ta dễ hít thở đấy. Nhiều nơi thì còn phá rừng gây ra biến đổi khí hậu, lũ lụt, lũ quét, sạt lở. Đúng là giáo sư biết tuốt có khác. Cậu ấy cứ như là một quyển bách khoa toàn thư sống ấy. Thôi được rồi, ở đâu có nạn chặt phá rừng, ở đó có siêu nhân hớn ta đây. Mơ mộng hão huyền nữa. Việc của mỗi người, trong đó của chúng ta đây này, là phải biết bảo vệ cây xanh. Mà bảo vệ cây xanh chính là
bảo vệ môi trường. Trong những thông tin sau, thông tin nào không chính xác? Thông tin số 1, ở nơi nhiều cành cây khô trên cao mới an toàn. Thông tin số 2, lỗ mũi chim thường ở phần dưới mỏ. Thông tin số 3, cây nhà carbonic giúp không khí trong lành. Thông tin số 4, cây xanh được ví là lá phổi của trái đất. Thông tin số 5, cây quang hợp bằng ánh sáng mặt trăng. Và thông tin số 6, chặt phá rừng góp phần gây biến đổi khí hậu. Thời gian suy nghĩ và làm bài bắt đầu. Chào bạn, bạn có hay được đi dã ngoại không? Thỉnh thoảng thì nhà mình cũng tổ chức những buổi đi dã ngoại. Và gần nhà mình cũng có một công viên Bách Thảo. Thì mình rất là thích vào đấy bởi vì khí hậu rất là trong lành. Mình bảo vệ môi trường như thế nào? Mình không nên chặt phá rừng, không nên vứt rác ni lông xuống hồ. Hãy vứt rác đúng nơi quy định. Các bạn nhớ, hãy bảo vệ môi trường giống như bạn Mai Khanh nhé. Còn bây giờ, mình cùng đến với đáp án của câu hỏi tình huống đi dã ngoại. Chúng mình cùng đến với những chi tiết sai và sửa nó nhé. Chim có lỗ mũi và lỗ mũi chim được đặt ở phần trên của mỏ chứ không phải phía dưới mỏ. Khi quang hợp, cây sẽ nhả khí oxy chứ không phải khí carbonic, giúp cho chúng ta có một bầu không khí trong lành để hít thở. Cây quang hợp dưới sự trợ giúp của ánh sáng mặt trăng cũng không chính xác. Chính xác phải là ánh sáng mặt trời cơ. Nhớ uống sữa mỗi ngày. Sữa Vivimilk Grow Cộng bổ sung vị chất thiết yếu giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. Này có thêm sữa Vivimilk Grow Cộng 100% vị dâu nguyên chất không phải hương dâu, và sữa Vivimilk Grow Cộng 100% vị chuối nguyên chất không phải hương chuối. Vivimilk Grow Cộng, sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyến dùng. Bạn nào mà hay làm trợ lý của bố mẹ thì chắc chắn là những câu hỏi sẽ không hề khó một tí nào. Nào, chúng ta hãy cùng xem là câu hỏi trong phần trợ lý của bố mẹ như thế nào nhá. Các bạn nhỏ, muốn có sức khỏe thì phải chăm luyện tập thể thao. Chăm luyện tập thể thao. Tập... Trời ơi, dây vừa nhảy mấy cái đã hỏng rồi. Nhưng mà tớ đố các bạn nhá. Bây giờ tớ muốn tập tập cho mặt đi. Thì có tập thể dục được không nhở? Đó, tớ bật mí cho một cách nhá. Cách này tớ tập nhiều cực kỳ hữu hiệu luôn. Đấy là nhai kẹo cao su. Đấy, các bạn chỉ việc cho kẹo cao su vào mồm, nhai, nhai nhiều à? Vì càng nhai kỹ thì các bạn sẽ càng thấy mỏi hết cả mồm. Kẹo gì hôm nay nhai vừa mỏi mồm mà nhai một tí đã hết ngọt rồi. Nhìn. Ôi, uống nước, uống nước. Ê à, để đâu nhỉ? Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Kẹo cao su à? Sao trong nhà lại có kẹo cao su nhỉ? Chắc chắn là ông nhõi con rồi. Sơn! Dạ, mẹ đã về. Ôi, mẹ hôm nay trông xinh thế. Tôi hỏi anh, dạ, tại sao trong nhà lại có kẹo cao su? Tôi dẫm vào đây này. Tại sao trong nhà lại có kẹo cao su nhở? Tại sao? Anh thật trả lời. Con ăn ạ. Anh ăn kẹo cao su sao anh vứt bừa bãi ở nhà? Hôm nay mới là ngày đầu năm mới mà mẹ cứ mắng con. Thôi được rồi, bây giờ để sửa sai nhá, con phải xử lý ngay cái vết kẹo cao su này. Dạ vâng ạ, xong luôn. Mẹ cứ yên tâm, con làm được. Thể hiện trí thông minh của mình đi, nghe chưa? Vận công trí não. Xong. Bây giờ con xin được giới thiệu với mẹ những phương pháp để có thể trị được vết kẹo cao su. Đây, đầu tiên xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm công nghệ đông cứng. Với công nghệ đông cứng này, chúng ta chỉ có thể làm lạnh con quái vật cao su kia và sau đó thì dễ dàng bóc nó ra khỏi sàn. Phương pháp thứ hai mang tên hơi cay hành tây. Chỉ cần trà hành tây này vào con quái vật, nó sẽ tự cay, tự nhuyết ra rồi tự bong. Chưa hết mẹ ơi, rồi đây, phương pháp này cực kỳ hiệu quả này. Nỗi sợ siêu dính. Để có thể loại bỏ được vết dính kia rất đơn giản,
hãy dùng một cái khác dính hơn dính vào nó, rồi bóc cái dính đấy ra. Xuất sắc. Và cuối cùng, vị chua không bao giờ thua. Vâng, giấm truyền thống, chỉ cần đổ chút giấm vào thôi, con quái vật kia sẽ tự khắc đầu hàng. Mẹ thấy phương pháp của con hiệu quả không? Mẹ cũng không chắc là tất cả những phương pháp đó đều đúng. Bây giờ nếu mẹ không tin nhá, mẹ hỏi các bạn thử xem. Các bạn đoán cho tớ xem nào. Các bạn phải giúp tớ trả lời đúng nhá, không là tớ bị phạt đây. Để thoát khỏi bã kẹo cao su thì chúng mình nên dùng cách nào? Phương án 1, chườm túi đá lạnh lên bã kẹo. Phương án số 2, xoa hành tây lên bã kẹo. Phương án số 3, dùng băng dính dính bã kẹo. Và phương án số 4, ngâm giấm ở nhiệt độ thường. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi bắt đầu. Bạn có hay ăn kẹo cao su không? Có. Thế ăn kẹo cao su xong thì có vứt xuống sàn giống bạn lớp trưởng không? Không, mình vứt vào giấy sau đó vứt vào thùng rác. Hân hô Thành Nam, nếu chúng mình ăn kẹo cao su thì nhớ hãy bỏ bã kẹo cao su vào thùng rác nhé. Còn nếu không may bị bã kẹo cao su dính vào quần áo thì chúng mình hãy nhớ chườm túi đá lạnh lên bã kẹo để thoát khỏi nó. Bây giờ đã là lúc các bạn nộp bài cho các giám thị nhé. Vậy là bây giờ chúng ta đã có kết quả của kỳ thi hội rồi. Kỳ thi hội này khó là sau kỳ thi này chúng ta chỉ còn lại 3 bạn nhỏ được bước tiếp vào kỳ thi đình cuối cùng. Bây giờ chúng ta hãy hướng lên màn hình để hãy cùng xem điểm số của mình sau kỳ thi hội. Xin mời. Xin được chúc mừng 4 bạn Lương Bảo Ngọc, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Vũ Hương Giang và bạn Phạm Xuân Huy. Trên sân khấu lúc này là 4 thí sinh xuất sắc nhất, đặc điểm cao nhất sang vòng thi hội. Tuy nhiên chúng ta chỉ có 3 bạn được bước tiếp vào vòng thi đình cuối cùng thôi. Bây giờ phải làm sao nhỉ? Thật là khó xử ghê á. Biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một vòng chơi phụ. Vòng chơi này mang tên Võ Trạng Nguyên. Xin mời các bậc phụ huynh cùng vào với các bạn. Ném vào cái rổ này á? Đúng rồi. Khó thế. Các bạn, trạng nhí của chúng ta sẽ có quyền bàn luận với cả bố mẹ của mình, thảo luận xem ai sẽ là người ném bóng vào rổ. Các bạn chú ý bạn cao lớn làm mẫu nhá. Nếu bạn ném trúng thì học tập, không thì thôi nhá. Này, chuyền này. Rồi. Nào. Tớ còn chưa khởi động đấy nhá. Xin mời cặp đôi đầu tiên. Cảm giác của anh khi là người chuyền bóng đầu tiên cũng khá hồi hộp đấy. Bắt đầu. Chuyền bóng chính xác rồi. Nào, ném. Gần, 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 gần. Tiếp. Bạn đi cùng với ai? Con đi cùng mẹ ạ. Hy vọng là lần phối hợp này sẽ thật sự là ăn ý, đạt kết quả. 1, 2, 3, bắt đầu. Bóng thành công rồi. Bình tĩnh. Lần này đây là một chiến lược hoàn toàn mới. Tuy nhiên nhá, chiến lược lại nguy hiểm vì nếu mà lần chuyền bóng đầu tiên thất bại thì không có cơ hội ném bóng, phải ném đủ mạnh nhá. 1 2 3 bắt đầu. Ui, chuyền bóng được rồi. Hồng Anh vẫn chịu chọn đứng nguyên. Rất tiếc. Nếu như mà trò chơi này ai ném trượt được vào thì chúng ta đã tìm đủ người rồi. Nhưng mà không, trò chơi khác. Chúng ta cần một người ném vào lưới. Bắt đầu. Rất bắt được. Vào. Lượt thi đấu thứ 2, kết quả không thay đổi. Không ai ném được bóng vào rổ. Lượt chơi cuối cùng liệu sẽ có bàn thắng. Cố lên. Bắt đầu. Ui, rồi, bắt được rồi.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chắc chưa có. Bắt đầu. Rồi, di chuyển vị trí thích hợp. Bình tĩnh, ném vào. Chưa vào được. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Chuyển bóng chính xác rồi. Cố gắng này, 1, 2, 3, bắt đầu. Tập trung và... rất tiếc. Cảm ơn các vị phụ huynh rất nhiều. Chúng ta đã tìm ra được thí sinh chạng nhí đầu tiên bước vào vòng thi đấu. Xin mời tiến lên phía trước. Chọn một cái bàn mà em thích nhất và ngồi vào đó. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm tiếp chủ nhân của hai chiếc bàn còn lại. Bốc thăm thì có lẽ là ba bạn nhỏ đều có kinh nghiệm rồi. Bạn rất nhanh lên. Xin mời bạn sĩ tử. Nào các bạn giữ kỹ lá thăm của mình nhá, bí mật này. Từ từ nhá. Chuẩn bị nào. Cùng đếm nhá. 1 2 3. Ui! Ui! Yeah, chúc mừng. Xin chúc mừng bạn có số báo danh số 1 và bạn số 31. Cảm ơn nha. Không buồn nha. Xin hãy mời hai bạn hãy cùng tiến tới vị trí của mình để chúng ta chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng. Cảm ơn bạn nhỏ. Hôm nay con đã rất xuất sắc để vào vòng thi 4 bạn này rồi. Chúc mừng con. Đây. Tớ là nữ nhân nhưng mà mình tớ là ném bóng được vào rổ đấy. Đó, không lo lắng cái gì cả. Và bây giờ đến giờ phút quan trọng, cô xin công bố trạng nguyên. Kỳ thi đình là kỳ thi đặc biệt để thẩm định chỉ số EQ, tức là chỉ số cảm xúc của mỗi sĩ tử thông qua một bài luận ngắn được thuyết trình tại chỗ. Thầy cô hiệu trưởng sẽ chính là người lựa chọn ra trạng nguyên nhí của toàn trường. Trạng nguyên nhí! Yeah! Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kỳ thi cuối cùng của cuộc thi trạng nguyên nhí. Đó chính là kỳ thi đình. Không biết là bây giờ cảm xúc của ba bạn như thế nào nhỉ? Cảm thấy khá là hồi hộp. Các bạn hãy cố gắng làm bài thi thật tốt để giành được giải. Tớ là nữ nhưng mà mình tớ là ném bóng được vào rổ đấy. Yeah. Đúng không? Đúng không? Mình phải dùng hết sự tự tin đó để đến với kỳ thi cuối cùng. Có sẵn sàng không? Hít một hơi thật sâu. Sẵn sàng. Ơ, bạn đâu rồi? Thể hiện sự quyết tâm của mình. Hít. Một. Bạn nói đi để tôi còn thở ra. Rồi, ok. Ôi, cảm ơn bạn. Bạn sĩ tử ngồi cạnh tớ đây là bạn sĩ tử nhỏ tuổi nhất. Có lo lắng gì không? Đó, không lo lắng cái gì cả. Thế thì bây giờ mình cho hai anh chị biết chúng mình sẵn sàng rồi nhá. Sẵn sàng. Đây là một vòng thi cuối cùng. Các con hãy hết sức bình tĩnh, tự tin và thể hiện là học sinh của FPT. Dù ở đâu chúng ta cũng có một bản lĩnh và có bản sắc riêng. Và cô mong các con sẽ thực sự tỏa sáng. Cô chúc các con thành công. Fighting! Cố lên! Và ở kỳ thi đình này của chúng ta thì ba sĩ tử sẽ được theo dõi một cái tình huống và sau khi theo dõi xong các bạn có 20 phút viết về những cái cảm xúc này, những cái suy nghĩ của mình để giám khảo có thể chấm điểm xem là bạn thí sinh nào sẽ là thí sinh xuất sắc nhất nhé. Một ngày nọ, có một cậu bé trở về nhà sau khi tan trường. Cậu bé chạy đến bên mẹ, trên tay cầm một tờ giấy. Cậu bé nói với mẹ: "Mẹ, thầy giáo đưa cho con mảnh giấy này, nói rằng chỉ có mẹ mới có thể đọc được nó. Thầy giáo nói gì vậy ạ?" Bà mẹ mở bức thư ra, rưng rưng hai hàng nước mắt khi đọc lá thư cho cậu bé nghe. Con trai bà là một thiên tài, trường học này quá nhỏ bé và không có giáo viên nào đủ tốt để đào tạo nó. Xin hãy để nó tự nghiên cứu và học ở nhà. Sau đó, bà đã tự nuôi dạy cậu bé cho đến khi bà bị ốm và qua đời. Cậu bé đó chính là Thomas Edison. Rất nhiều năm sau khi mẹ qua đời, Edison đã trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Khi ông ngồi xem lại những vật dụng cũ trong gia đình, đột nhiên ông tìm thấy một tờ giấy được vứt trong ngăn kéo bàn. Ông bèn mở ra, tờ giấy viết:
con bà bị thiểu năng trí tuệ, chúng tôi không thể để nó đến trường này được nữa. Nó bị đuổi học kể từ hôm nay. Edison đã khóc trong nhiều giờ liền, sau đó ông viết vào nhật ký. Thomas Edison là một đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà trở thành thiên tài thế kỷ. Có lẽ đối với ông, điều hạnh phúc nhất là đã có được một người mẹ như vậy. Hãy tưởng tượng em là nhà khoa học Edison, hãy viết một bức thư gửi đến người mẹ của mình. Có một bạn nhỏ tuổi nhất, đó chính là bạn Nguyễn Thanh Bình. Tớ rất là mong muốn là bạn sẽ là người chia sẻ cái cảm xúc của mình đầu tiên. Mẹ ơi, con gửi thư này cho mẹ. Mẹ ơi, con rất cảm ơn mẹ, bởi vì mẹ đã dạy con thành người thiên tài. Bởi cho dù con bị làm sao cho nữa, mẹ vẫn chăm sóc, dạy bảo con. Con yêu mẹ bằng cả trái tim con. Con sẽ không bao giờ quên công ơn của mẹ. Cảm ơn bạn. Thật sự là khi mà tớ nghe bạn trình bày xong thì tớ cũng cảm thấy rất là xúc động. Tớ nghĩ là cái bài viết vừa rồi của bạn cũng sẽ rất là đi vào lòng của tất cả các sĩ tử ngồi đây. Bây giờ thì tớ sẽ xin mời bạn Nguyễn Vũ Hương Giang. Mẹ kính mến, con cảm ơn mẹ vì suốt thời gian qua mẹ đã dạy dỗ con nên người. Và giờ đây con đã trở thành một nhà bác học nổi tiếng. Con vẫn không quên những lời chỉ bảo năm ấy của mẹ. Con cảm ơn mẹ. Tớ cảm thấy rất là vui khi mà các bạn đã chia sẻ được rất nhiều những cảm xúc của mình. Bây giờ thì xin mời sĩ tử cuối cùng, đó chính là bạn Phạm Xuân Huy nha. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã dạy con kiến thức và kỹ năng sống cho tới khi mẹ mất. Con Thomas Edison sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống thì cuối cùng cũng trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Khi con trở về ngôi nhà nơi gia đình mình sống khi trước, con đã tìm thấy và đọc một bức thư trong ngăn tủ gỗ. Sau khi đọc xong bức thư, con đã khóc, khóc trong nhiều giờ liền. Và khi đó, con nhận ra tầm quan trọng của người mẹ trong cuộc sống của mình. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn bà. Là mình rất là bất ngờ vì những cái chia sẻ của học sinh, vì các bạn chỉ học sinh từ lớp 2 và lớp 4 thôi, nhưng mà các bạn đã có những cái suy nghĩ rất là sâu sắc. Thực sự là với cái đề bài này thì đúng là đã khơi gợi được những cảm xúc. Cảm ơn các con vì đã thành công với bài viết của mình. Với kết quả cuối cùng thì chúng ta sẽ công bố về giải thưởng chứ nhở? Đó là cái phần mà tôi nghĩ là ai cũng quan tâm. Giải thưởng dành cho Trạng Nguyên Nhí ngày hôm nay sẽ là một phần học bổng trị giá 10 triệu đồng. Chúng ta sẽ được nhận thêm một kỷ niệm chương như thế này đây. Một thùng sữa và một bộ trang phục rất lộng lẫy, và trang phục này sẽ theo bạn Trạng Nguyên Nhí đến trận chung kết cuối cùng của toàn quốc. Cảm ơn nhà tài trợ VPMU Grow Cộng đã cùng đồng hành với Trạng Nguyên Nhí ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ trong ba bạn nhỏ này, ai sẽ là Trạng Nguyên Nhí đây? Xin mời cô giáo ạ. Chúng ta đã chơi hết mình mà chúng ta đều là người chiến thắng.
Và bây giờ đến giờ phút quan trọng, cô xin công bố trạng nguyên. Chúng ta hãy cùng đọc thật to tên của bạn ý nhá. Đọc thật to nào. Mời Bình tiến lên phía trước nào. Phải làm gì nào? Lần trước mẹ mình bảo là phải làm cái gì trước ấy nhỉ? Thanh Bình, hãy phát biểu cảm xúc của mình khi bạn trở thành trạng nguyên ngày hôm nay. Tớ rất bất ngờ. Bố mẹ ơi, con được giải nhất. Và quý vị đừng quên theo dõi những tập tiếp theo của Trạng Nguyên Nhí được phát sóng vào 13 giờ chiều thứ bảy hàng tuần trên VTV3. Tìm được Trạng Nguyên Nhí rồi nhưng chương trình của chúng ta chưa kết thúc đâu.